Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cắt may chân váy xếp ly dễ và nhanh nhất. Các bạn không cần học may thì các bạn cũng tự cắt được một cách dễ dàng. Và các bạn yêu thích mẫu váy này thì hãy cùng mình thực hành nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu, các bạn sẽ gấp vải vào như thế này. Và nếu như bụng của các bạn nhỏ 60 cm đổ lại thì các bạn cần mua vải là 80 cm khổ rộng 150. Còn nếu như bụng của các bạn 60 trở lên thì các bạn sẽ mua gấp đôi vải nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kẻ chiều dài của váy. Chiều dài của váy thì tùy theo chiều dài váy của các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ máy xếp ly. Và để xếp ly dễ dàng, đều và nhanh hơn thì các bạn sẽ kẻ như sau. Ô đầu tiên thì các bạn kẻ 4 cm. Tiếp theo thì các bạn kẻ 3 cm. Và tiếp theo các bạn lại kẻ 4 cm. Và tiếp theo các bạn lại kẻ 3 cm. Cứ như vậy các bạn kẻ cho đến hết vải. Và chúng ta sẽ bắt đầu may xếp ly các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu may. Cái ô 4 cm là để các bạn xếp ly vào. Còn cái ô 3 cm là các bạn sẽ để cách từ ly này sang ly kia. Và cứ như vậy chúng ta sẽ may rất là nhanh và dễ các bạn nhé. Và sau khi may xong thì chúng ta sẽ tiếp tục, các bạn sẽ là lần lượt từng ly một là gấp đều nhau xuống đến tận gấu váy các bạn nhé. Và sau khi may xếp ly xong thì chúng ta sẽ được như thế này và chúng ta sẽ bắt đầu cắt. Thì các bạn sẽ gấp đôi vải vào và chúng ta chỉ cần tính vòng bụng thì bằng công thức 1/2 vòng bụng và cộng với phân may. Chỉ như vậy là đã xong. Và mẫu váy này thì mình gấp là vừa đủ một khổ vải thì vừa đủ bụng là 60 các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt cạp. Thì các bạn có cái thước kiểu cong như thế này thì các bạn chỉ việc đặt cái chiều cong lên và chúng ta vẽ theo cái chiều cong để khi mặc thì cái cạp nó sẽ ôm vào bụng các bạn nhé. Và các bạn cắt cạp 4 cm. Hoặc là các bạn thích cạp to hơn thì tùy theo các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ là mix cạp quần vào vải và chúng ta sẽ may cạp và may khóa là xong các bạn nhé. Và sau khi cắt may xong thì chúng ta sẽ được mẫu váy như thế này. Rất là nhanh và dễ phải không các bạn? Và phần chia sẻ video của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.